thấy là mụn của em nó rất là nặng đấy em ạ, nên rất là nhiều mụn ẩn này, mụn viêm này đấy, rồi thì rất là nhiều cái điểm cả do vết thâm nữa. Cái tóc mái này em phải cặp nó lên nhá. Dạ. Em phải lấy cái cặp này, cặp hai bên này lên để nó che đây, là nó sẽ bị tăng mụn tăng thâm đấy nhá. Da của em thì khá dầu đấy, tăng tiết dầu nhiều, mụn trứng cá cũng nhiều. Quay bên này xem nào. Nó ok. Cái này thì chắc là em phải dùng thuốc uống thuốc bôi ấy, nhá, thuốc uống thuốc bôi và sử dụng công nghệ cao nữa để xử lý cái lấy nhân mụn nữa thì mới ổn được nhá. Dạ. Về nhà phải hạn chế ăn đồ cay nóng, hạn chế thức khuya, uống nhiều nước, được chưa? Dạ. Đấy, mục tiêu của mình điều trị trong một tháng rưỡi là nó sẽ đỡ em ạ, nhá. Về nhà thì cố gắng là tuân thủ theo anh hướng dẫn, được chưa nào? Dạ. Mụn trứng cá này thì nó không ảnh hưởng sức khỏe nhiều nhưng mà nó ảnh hưởng thẩm mỹ đấy, nhá. Ok.